Hắn thành báo, tháng này lại lấy của tao 2 vạn, về đây tao chém chết mày. Ông chủ, hộ chiếu Mexico và bức ảnh gia đình của anh. Đi Thái lại đưa hộ chiếu Mexico. Lại còn thế này. Chết chắc rồi. Con trai, bố có lỗi với con. Sau này không được gặp con nữa rồi. Lấy tôi chai rượu ở ngăn dưới cùng. Vâng. Theo tôi bao lâu rồi? Nửa năm. Đã tăng lương chưa? Chưa ạ. Có muốn tăng lương không? Chắc chắn rồi. Mong chồng càng cao thì lương càng cao. Các người nhìn trộm tôi à? Phải. Chết à? Muốn dọa người ta chết à, quỷ cả? Vợ anh à? Hai đứa con của anh. Anh đã kết hôn, có một gia đình hạnh phúc, mà còn nhìn trộm phụ nữ khác thì cô gợi cảm quá. Cảm ơn. Nhưng tôi ghét nhất đàn ông không chung thủy. Bạn trai tôi và tôi quay lại đã 10 năm quyền bởi TV hay chấm người phụ nữ nào khác. Anh không chung thủy, có nên chịu phạt không? Số tiền này về tay tôi, được chứ? Được. Tôi lấy tiền xong là đi ngay. Nếu anh không nhìn trộm thì không sao. Được chứ? Được. Được. Ghét nhất đàn ông không chung thủy. Anh yêu, sinh nhật vui vẻ. Chồng, sinh nhật vui vẻ. Anh bận lắm, tối nay không về ăn cơm được. Tối nay anh không về được à? Tạm biệt.
Tại sao màu lại khác hẳn thế này? Đây là David Châu. Bây giờ chưa thể nghe máy. Làm mới để lại lời nhắn. Cô chính là người phụ nữ đấy. Có thể ra ngoài nói chuyện không? Được. Kỳ thật, lâu đến thế. Alo. Alo, đi đâu rồi? Xin lỗi, tôi hay đến muộn lắm. Cô làm ơn chờ một chút. Không sao, tôi vẫn chưa đến. Tôi gọi là để nói cho cô, tôi đã đặt bàn đầu tiên cạnh cửa sổ. Vậy ai đến trước thì ngồi trước đi. Được thôi. Lát nữa gặp. Lát gặp lại, tạm biệt. Đặt mông xuống là tao bắn chết mày luôn. Hồ ly tinh, chết tôi đặt mông xuống mà tao bắn nát óc mày. Hóa ra là cùng ngành. Cô ngoài đời xấu hơn trong ảnh nhiều thế. Chồng cô chọn tôi là được rồi. Chọn cô thì đã không bơ cô vào hôm sinh nhật. Cười cái gì? Tôi cười vì anh ấy cũng không cần cô bầu bạn. Tại sao cô bật? Tại sao cô không bật? Tôi đang nghĩ chút việc. Tôi cũng đang nghĩ chút việc. Không biết bây giờ anh ấy đang ở cùng ai. Alo, tìm được chưa?
Thế có ổn, phải tài đã chứ. Chưa thấy con hồ ly tinh nào đần độn như cô. Hồ ly tinh cái gì? Hồ ly tinh chính là cô đấy. Cô nói lại xem, để bắn nát óc cô. Hồ ly tinh, bắt đi. Khách sạn Long Hoa. Ăn bồ câu non. Chồng tôi đâu có ăn bồ câu. Không gọi là được. Ở đó có đậu phụ muối tiêu cũng nổi tiếng lắm. Khách sạn đấy có phòng riêng. Người ta đi đặt phòng đấy. Đồ ngốc. Tôi cũng chỉ muốn tự lừa dối mình thôi mà. Không ngờ anh ta còn có người phụ nữ thứ ba. Làm gì đấy? Chính tài giết chết cặp giang phu giang phụ đấy. Hồ ly tinh đánh hồ ly tinh à? Đừng có gọi tôi là hồ ly tinh. Tôi ở với hắn 10 năm còn không biết có sự tồn tại của cô. Xin lỗi. Nhưng thực tế cô vẫn là hồ ly tinh. Bây giờ tôi sẽ đi giết con hồ ly tinh. Hoặc là cô cùng tôi đi giết nó. Hoặc là cô giết tôi luôn. Check in. Tên gì? Hermes Tống. Lúc nãy có một anh lấy phòng rồi. Vậy sao? Đến bao lâu rồi? Khoảng một tiếng. Chị này không vào được mà. Không cần. Ăn sáng cũng được. Nhãn ở đâu? Tôi nấu. Không cần. Có phải thích cái chị kia không? Mới lấy vợ thì phải sạch sẽ vào. Thế này mới đẹp trai. David Châu ở đâu? Để tôi xem. Bốn lẻ hai. Chờ tí. Có đi cùng gái đến không? Không. Đàn ông. Không. Đùa tôi à? Đến khách sạn mà đi một mình à? Mù à? Hai vị tiểu thư. Đừng nói tôi không nhắc nhở. Hoặc là thuê phòng. Hoặc là đi.
Cho đại một gian đi. Sao không giết luôn đi? Bác Gian à? Cảm ơn. Phụ nữ với nhau cả, hiểu hết mà. Chúc may mắn. Sao không giết luôn đi? Không nghe thấy à? Bây giờ chỉ có một mình David, tức là con kia chưa đến. Vào phòng chờ chút đi. Cô bảo tôi ngồi chờ người đàn ông của tôi lên giường với con khác à? Cứ để nó làm lần này đã. Dù sao cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời nó. Đây đều là quà em tặng cho anh. Bây giờ trả hết lại cho em. Sau này không ai nợ ai. Tránh ra, tránh ra. Bình tĩnh, đừng làm được. Không nên qua đấy chúng mày. Tránh ra, đứng ngay đấy. Không phải nhúc nhích. Bảo vũ thi sống, đừng có lại gần. Có lại gần tao giết chết nó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Được rồi, thư giãn đi. Cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Nó câu trai. Tôi không có. Để anh ta nói. Tiếp tục nói. Nó xúi xúi em trai tao. Anh bị điên à? Nó còn câu cả thằng bảo vệ dưới nhà. Tôi không có. Mày còn giả bộ với tao à? Nghe tôi nói. Nghe tôi nói. Tôi cũng có bạn trai. Liên quan gì đến tao? Bạn trai tôi có bạn gái khác bên ngoài. Không chỉ có bạn gái, còn có cả vợ. Vì một khi ta có được một người, có nỗi khổ nào lớn hơn là mất đi người đó? Tôi rất tán thành cách nói của cô. Cầm ngay, cầm ngay đi. Bình tĩnh, nhưng tôi vẫn ở bên anh ấy. Vẫn rất yêu anh ấy. Tại sao? Bởi vì một khi mất đi anh ấy, thì tôi sẽ chẳng còn gì hết. Ai mà rộng lượng thế? Có ai mà rộng lượng được thế? Tôi đây. Tôi xin thề. Tôi không tin. Gọi cho nó. Cô gọi cho nó thì tôi tin cô. Tôi đang làm nhiệm vụ. Gọi kiểu gì? Tiếng gì thế? Trai của tôi. Sao cô biết? Trong tim có một điều bí ẩn. Nhạc chuông riêng của bạn trai tôi. Được. Cô bắt máy đi. Cô bắt máy thì tôi tin cô. Được. Tôi nghe. Mở loa lên. Alo. Anh đây. Anh yêu. Gọi là David đi. Có nhớ hẹn anh vào ngày mai không? Có, sinh nhật anh mà. Em hẹn anh đến khách sạn Long Hoa ăn mừng. Chúng ta hẹn ở khách sạn Long Hoa. Nhưng không phải ăn mừng, mà là chia tay. Cái gì? Cái gì? Sao lại làm thế hả? Chết đi. Chết đi, tôi sẽ giết anh. Cô không sao chứ? Hoảng khốn. Hay là cô chuẩn bị cho tôi một cái xe rời khỏi đây đi. Còn lâu ấy. Vợ, anh yêu em. Tất cả đàn ông đều đáng chết.
Có phải cô câu trai không? Còn có hai đứa. Tôi không có. Không phải hai người đàn ông, vốn sẽ là cùng một người. Em trai ấy là bảo vệ, bảo vệ chính là em trai anh ấy. Tức là cô câu trai. Tôi đã bảo là không. Cô thuyết phục được tôi. Tôi tha cho cô. Không đó. Cậu em trai là bảo vệ đến nhà chúng tôi sửa ống nước. Tôi thấy cậu em trai bảo vệ đó sửa ống nước đến ướt sũng người nên đưa quần áo cho thay. Làm sao tôi biết tự dưng cậu ta là mượn thân phận bảo vệ? Đòi thu tôi phí quản lý, chúng tôi lấy đâu ra tiền? Nên hỏi có thể thu thư không? Sao ngờ đâu cậu lại bảo cho tôi vay tiền với thân phận em trai. Tôi nhất thời cảm động nên ôm cậu ta thôi. Chồng tôi về nhìn thấy liền bảo tôi câu trai. Thế rất cậu có câu trai không? Không. Tôi cảm thấy cô đang nói dối. Vậy thì coi là có đi. Có thì càng đáng chết. Ghét nhất là cái loại chân đạp ba thuyền. Anh yêu, chị ơi, tôi làm chút đồ ăn cho chị này. Anh yêu, cô gọi chồng tôi nghe tởm thế. Trời ạ, anh yêu của cô đang ở cạnh cô đấy à? Liên quan gì đến cô? Bây giờ tôi phải xử cặp gian phu dâm phụ. Cô nói xem liệu có liên quan không? David là người tôi muốn giết. Không đến lượt cô ra tay. Cô muốn giết David à? Đúng. Đá cô à? Biết thì tốt. Đừng có cười. Ồ, David bỏ nó rồi. Con kia, đừng có cười. Tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi. Trước khi xử chồng cô, tôi sẽ xử cô trước. Được, tới đây. Cô vừa nói chuyện với ai đấy? Con hồ ly tinh đang ở cạnh cô đấy à? Nó biết cô này. Còn gọi cả họ tên cô. Hồ ly tinh. Cô gọi ai là hồ ly tinh? Tôi nhịn các cô từ trước tới giờ. Tôi không xử các cô. Các cô đến xử tôi. Đường tôi không xử được cô chắc. Cho cô biết, tôi lấy tiền xong lập tức xuống xử cô. Được. Nó gọi ai là hồ ly tinh cơ? Ai điên tiết thì là đứa đấy. Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, đúng là bẩn thỉu. Bẩn thỉu không phải phạm vi tôi cân nhắc, quan trọng là phải thắng. Này, này, này. Cho tôi hút nốt điếu thuốc có được không? Tôi có. Không có lửa. Trong kia có.
Chả cô, tặng cô đấy, tục dọc đường. Thank you. Cảm ơn. Cô đang làm gì đấy? Không có gì, tiệm chưa đặt bao thuốc của cô thôi. Trong phim suốt ngày thấy mấy sát thủ chừa một viên đạn, hoặc là để giết người, hoặc để tự sát, là thật sao? Phim mà cô cũng tin, tất nhiên là phép. Không có chỗ để bao thuốc thật, chả cô vậy. Thế tao còn bảo phim lừa người. Tôi đâu có chở viên đạn, lựu đạn thôi mà. Lựu đạn thôi mà. Dọa tôi à? Thử xem. Tặng cô đấy, tông dọc đường. Đó lừa mình. Gì? Ở đâu? Cô nghĩ tôi sẽ cho cô biết sao? Tôi bà đánh hội đồng, cuối cùng lại tự mình bỏ đi. Chủ đề này quá nhạt, không muốn nói với cô. Alo, lại gì nữa? Buồn chuyện tí thôi. Cô rảnh lắm à? Tôi bận lắm, một tay cầm súng, một tay cầm điện thoại. Nói chuyện thôi. Gì mà nóng thế? Nóng chảy mỡ ra, nói chuyện cái gì? Nóng chảy mỡ ra, nói chuyện gì à? Chồng cô hay nói câu này lắm, đúng không? Cô nói cái gì? Bà xã, nói chuyện tí đi. Nóng chảy mỡ ra, nói chuyện gì? Em có thích trò chuyện với anh sau khi làm không? Tất nhiên là thích, có người không thích sao? Có người có thể sẽ nói nóng chảy mỡ, nói chuyện gì? Mà em nói chuyện với anh, chết tiệt, anh ta có nói gì? Nóng chảy mỡ ra, nói chuyện gì? Đang yên sẽ lại đổi vị trí. Ướt thế này thì làm sao đây? Nhiều lắm. Tha hồ nói. Nhưng cô lại không muốn nghe. Tôi có thiết bị Hanfi để ở bình cứu hỏa tầng 5. Cô đến lấy đi. Lấy cái đầu cô ấy. Vậy à? Vậy đừng lấy nữa. Tôi sẽ post những lời chồng cô nói lên Instagram. Tăng tên cô vào nhé. Đừng có láo vét. Lấy đi.
Bây giờ cô ở đâu? Bây giờ cô ở đâu? Bạn chào ngoài trời. Bạn chào ngoài trời. Chụp bức ảnh xem nào. Chụp bức ảnh xem nào. Cũng không ngu lắm nhỉ. Nhà hàng đó tôi cũng từng đến. Tiramisu khá ngon. Tại sao không gọi? Tiramisu khá ngon. Tại sao lại không gọi? Mai phục tôi à? Thế cô có lấy không? Không lấy thì tôi đăng Instagram. Có biết tại sao mãi tôi mới lên không? Tại sao? Mãn kinh à? Xương bị loãng à? Sáng nay tôi phát hiện một cái bùa yêu trên người chồng tôi. Tôi lại tình cờ để rơi xuống bồn cầu. Không biết có phải của cô không? Để vì cho em. Đây. Sau này mang theo nhé. Để em xin thêm cái bùa sự nghiệp cho anh. Còn danh thích đánh dấu tôi à? Con kia, cô ném nó vào bồn cầu à? Con kia kêu hơn vạn năm. Cô cũng tham thật đấy. Nước mực sẽ tan mất. Đúng rồi, sẽ tan đấy. Nhưng nếu bây giờ cô xuống vớt lên, thì một vạn năm có thể sẽ tan thành mấy năm? Không thì một năm cũng không có đâu. Thế nào? 9.000 năm. 8.000 năm. 7.000 năm. Con này dùng Henry dụ con kia lên. Con kia, con này lại dùng bùa dụ con kia xuống. Xem ra hai con này đều không phải hồ ly tinh thường. Bây giờ một chút là con này có nghe lời con kia không? 500 năm. 400 năm. Nhà anh thấy được sao? Cũng tầm đấy. Nước mặn làm tan nước mực mà. 90 năm. 50. Được lắm. Tan hết rồi. Cái đứa đồ Henry sẽ gọi lại cho cô sau. Hồ ly tinh, tao sẽ một phát bắn nát đầu mày. Vẫn còn một đứa. Cẩn thận vào. Tại sao cái tay để biết tặng chúng ta lại ở chỗ nó? Chết rồi, vợ anh về rồi, đi.
Cô cũng độc địa gớm. Được lắm, vậy mà cũng không nổ chết cô. Chưa trừ khử được cô, sao tôi nữa lòng đọc chết. Bởi TV hay trả thận thù nữa. Ta đại sảnh. Được thôi. Này, gì thế? Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Mẹ, làm sao bây giờ họ gây chuyện kìa? Cứ kệ chúng nó đi. Đâu có làm gì con. Con này đi đâu mất rồi? Hóa ra là cô. Lúc ở trong thang máy phải cho cô một nhát súng mới đúng. Của cô à? Đâu vui vậy? Mà cuộc họp gia đình à? Đám trẻ mỡ già, nói chuyện gì? Câm mồm. Cậu cả giận rồi. Xin lỗi. Còn có cả khán giả. Tôi khuyên các người đừng có nhúc nhích. Đạn không có mắt. Phải lợi hại thế không? Bố mẹ à, nhìn gì? Ra ta đi. Không sợ hết đạn à? Đã bảo rồi. Các con cũng hết đạn rồi. Vào đây solo. Wow. Hoàng xài thế. Nhìn thôi cũng phản ứng rồi. Chị.
mấy mươi năm trước. Nơi đây nổi tiếng là nơi vụng trộm. Nhưng bây giờ chẳng làm ăn được nữa. Nhìn bên ngoài xem, hết sạch khách hứa, còn mỗi ông bác. Nên tôi hẹn anh đến đây gặp mặt. Ở đây xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Yên tâm. Tôi bảo bật GPS lên, bật chưa? Chắc hai đứa này đang trên đường đến. Ngoài ra, đội phi hổ đó đâu? Tôi đã làm theo lời cô. Hẹn cô ấy đến đây tổ chức sinh nhật. Một lát nữa là đến. Tốt. Anh còn yêu cầu đặc biệt gì nữa không? Không. Tôi chỉ muốn họ biến mất khỏi cõi đời này. Vậy toàn bộ quá trình có cho chúng tôi tự do phát huy không? Không vấn đề gì. Được lắm cậu em. Tha hồ chơi. Vậy tôi đi được chưa? Được. Nhớ chuyển khoản. Chắc chắn rồi. Xin lỗi. Chúng tôi làm nghề này không nên hỏi. Nhưng kiểu gì tôi cũng là phụ nữ. Có một vấn đề tôi rất muốn hỏi. Vấn đề gì? Ba người bọn họ đều yêu anh như vậy. Tại sao lại muốn họ chết? Bởi tôi đã quen người thứ tư. Cô ấy bảo nếu tôi không giải quyết sạch nợ cũ thì không đến với tôi. Lắm tiền lắm à? Không phải, mà là rất lắm tiền. Được, đọc đấy. Nhưng tôi vẫn sẽ làm. Cảm ơn. Đại Bảo. Vâng. Lão già, thêm nước. Chị không sao chứ? Con muốn lấy cô ta làm vợ không? Mẹ đưa con đi bái đường với cô ta. Thế hai đứa kia thì sao? Anh thích chơi thế nào thì chơi. Được thôi. Cũng lì đòn gớm. Vẫn tỉnh cơ à? Có muốn đi không? Thực ra tôi là người tốt. Muốn thả hai người đi. Đi đi. Người đẹp. Cửa chính khóa rồi. Đi cửa sau đi. Này. Nhưng tôi chỉ cho hai người một phút để đi thôi. Vì tôi phải tráng dương. Một phút sau, tôi sẽ hiếp chết hai người. That's right. Come on. Come on. Come on. What's the deal, yo? What you want? This is how we like to do it. Giúp tay đi.
Come on! Ow! Come up. Yeah! Yeah! Nàng lỡ người đẹp vậy thì ở đâu rồi? Chị đẹp quá. Con trai tôi muốn động phòng với cô. Chết đi. Không phải chết đi, mà là cô chết đi. Chết tiệt. Tôi hết. Cô không sao chứ? Sao cô có vẻ như không có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ tôi đã bị xỉn. Cười cái gì? Bốn sao chúng ta còn định cử đối phương, bây giờ lại cùng nhau bỏ trốn. Tôi cầu thần bái Phật cho cô đừng chết rồi. Tôi thoát được ra sẽ cử cô. Được, chờ cô. Chết tiệt.
bái đường, nhất bái thiên địa. Bái đi. Bái đi. Nhị bái cao đường. Tam bái, cô có bái không? Bái được xong, uống trà cô dâu chú rể. Mẹ dùng trà, ngoan. Chị, nghe lời đi. Mẹ dùng trà. Không. Yên, mẹ dùng trà. Đừng cử động. Nhị bảo, đưa vợ con đi đâu không? Đưa nó lên giường. Nói rằng em thích chơi trốn tìm. Anh chơi với em. Bà muốn gì? Tôi phải khử trùng giúp cô. Có mù thì gai go lắm. Tôi không muốn cô làm bẩn con tôi. Con trai, làm việc.
có nhớ làm thế nào không? Động phòng. Mẹ dạy con rất nhiều lần rồi. Con quên rồi. Trả lời. Không trả lời được, mẹ đánh chết con. Đánh chết con. Ba mươi mấy tuổi rồi, cậu còn cũng không biết. Mẹ chết thì ai chăm mày? Ai chăm mày? Hả? Ai chăm mày? Ai chăm mày? Đi tiểu. Phải. Tiếp đấy thì sao? Bộ phận đi tiểu của con đặt vào bộ phận đi tiểu của cô ấy. Sau đó đi tiểu. Đúng rồi. Giỏi, giỏi. Phải rồi. Phải rồi. Vậy là con nhớ rồi. Con được không đấy? Được. Đỡ cô thôi, không phải phản ứng dữ vậy. Đau chứ sao? Cái thái độ của cô. Chồng tôi thích cô ở điểm gì không biết. Chồng cô thích tôi vì có hai lý do. Thứ nhất, tôi tốt hơn cô. Thứ hai, cô không tốt bằng tôi. Nếu cô mà tốt hơn tôi, thì chồng tôi đã bỏ tôi để đến với cô. Chị ít tôi cũng chịu cùng chồng cô trò chuyện giữa cơn nóng. Cô phải nói chuyện nóng bỏng với anh ta. Anh ta biết chịu làm với cô à? Chứng tỏ tôi hơn cô rồi. Cũng phải một tư thế của cô dùng suốt cả đời mà. David, đang yên sao phải đổi vị trí? Tôi nói đúng mà, đang yên sao phải đổi vị trí? Cô bắt xe buýt từ Đồn Môn đến Vượng Giác có chuyển vị trí không? Đừng có đụng vào tôi đang làm việc nghiêm chỉnh. Chưa chết à? Đàn ông đều đáng chết. Đừng có lại gần. Cút đi. Kẻ xấu kêu kêu kìa. Cô biết ai là kẻ xấu? Nói tiếng Anh không phải là người Tây chắc. Tránh ra. Đặt bộ phận đi tiểu. Này, tránh ra tao ra. Vào bộ phận đi tiểu. Chào. Con trai tôi đâu? Con trai bà. Chết rồi. Chết rồi. Lũ quỷ cái. Sao lại nói mình như thế? Đây là có hai khẩu súng. Một khẩu nằm trong tay tôi. Một khẩu nằm dưới đũng quần con tôi. Tôi đoán xem khẩu nào sẽ bắn trước. Bên đấy làm tình với cô có dùng bao cao su không? Hả? Bạn trai cô có dùng không? Không. Xin lỗi. Cô thì sao? Tôi là vợ anh ta. Tất nhiên là không rồi. Cũng hợp lý. Tôi và tên khốn đó kết hôn 10 năm. Cũng muốn có con. Không cháy lần nào. Mà không trúng lần nào hết. Cô đùa đấy à? Mấy trăm triệu con tinh trùng cũng không bắn chúng tôi. Tôi không tin mấy chục viên đạn lại bắn chúng tôi. Này, cô bình tĩnh đi. Ba. Suy nghĩ đã chứ. Hai. Không phải chứ, cũng phải chuẩn bị chứ. Một. Này. Hồi tôi mới làm sắc thủ thấy rất sợ. Sư phụ hỏi tôi có muốn sinh con không? Tôi bảo tất nhiên muốn. Mỗi cô phụ nữ nào cũng muốn làm mẹ cả. Sau đó sư phụ bảo tôi, chúng lại đau cấp 8, sinh con đau cấp 10. Bởi vì chúng ta đến sinh con còn không sợ.
中弹，中弹铁棍是麻烦事。Tôi thấy trong quyền tỷ muội viết, mỗi người phụ nữ đều là một ly rượu vang. Dùng cả đời tìm một cái nắp thuộc về riêng mình. Tôi vốn tưởng đã tìm được cái nắp chai thuộc về mình, nhưng về sau tôi mới phát hiện cái nắp chai đó không chỉ thuộc về một mình tôi. Tôi đã từng giận những loại rượu vàng khác, nhưng nghĩ kỹ lại, thì sao không phải ở rượu vàng chúng ta, mà là ở cái nắp chai đậy bừa bãi. Chết tiệt. Uống mà mẹ. Mẹ dậy đi. Con đói lắm, con muốn ăn cơm. Mẹ mau dậy nấu cơm cho con đi. Mẹ đừng lãng phí nước nhỏ, con muốn uống. Mẹ ơi, mẹ dậy đi, mau dậy đi. Con đói, con nấu cơm cho con ăn. Mười thằng đàn ông thì chín thằng là cặn bã, thằng còn lại thì bị ngu. Mẹ, con dậy nổi không? Hồ ly tinh. Thế mèo sao là vệ sinh. Này, giúp một tay đi. Wow, con sáu à? Hai con hồ ly tinh. Can you feel the pain I'm feeling after all? This is what you asked for. Cô vẫn còn tìm David à? Các cô còn quan mang David à? Thời gian đâu phải dùng để lãng phí. Thời gian không phải lo để cắm sai đâu. Cô vẫn đang tìm David à? Này ông ấy quan David à? Hẹn thằng khác rồi. Chi xin rồi anh trai là. Thế cô thì sao? Cô rắc rối hơn đấy. Cái này đấy, để mà phản đi. Có gì mà rắc rối? Ly hôn chẳng phải cũng như kết hôn, ký vào giấy tờ thôi. Khác nhau ở chỗ kết hôn thì cùng ký, ly hôn thì ký riêng. Đi đâu? Trung tâm thành phố. Tiện đường, đẹp cô luôn. Tôi cũng không muốn tiện đường với cô. Vậy sau này ai đi đường nấy đi. Vậy sau này ai đi đường nấy đi.